phải là riêng Bắc Thanh Bắc làm nhà vệ sinh Tây Bắc, bếp Tây Bắc mà nó bị thế đâu. Bởi vì khi cái trường khí ở Bắc Tây Bắc ấy mà nó bị nhà ẩm ướt ao hồ vệ sinh thì không bao giờ người đàn ông phát triển được. Có điều là chúng ta không biết thôi, không bao giờ phát triển được luôn. Cứ ông nào có nhà vệ sinh Tây Bắc này, ông nào có bếp Tây Bắc này, ông nào view hồ Tây Bắc này thì có đi, không bao giờ làm được. Thế nên là có trường hợp là gì, nhận tiền rồi đến khảo sát rồi thì xin phép gia chủ trả lại tiền, không làm được. Vừa rồi có bác gia chủ, bác ấy rất cảm động, bác bảo không, thầy tư vấn cho tôi như thế còn hơn là tư vấn cho tôi ở đây. Người ta hiểu nguyên lý mà. Đầu tiên thì hai vợ chồng còn đáng tin vẫn nghi, xây xong cái nhà còn bán tin vẫn nghi. Nhưng mình quyết là một câu bảo thưa bác, là cả dãy nhà bác đi hỏi hết đi, không một ông nào có thể đứng lên được. Bắt đầu người ta phải nghi hoặc chứ, bởi vì cả dãy mà sau lưng là một cái hồ, nó cả Tây và Tây Bắc cả sau lưng. Mà khi người ta xem cái video của mình thì người ta muốn mời mình tư vấn. Thế thì khi đến tư vấn thì nó trường hợp như thế. Thế phải cũng phải rất là cảm ơn bác, nhưng mà mình cũng không nhận. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ là không ai tránh được, không ai thoát được. Bởi vì nguyên lý của nó là trường khí mà. Khi nó bị như thế rồi thì không bao giờ tốt được. Ngôi nhà này khi đứng từ tâm là lấy cái tâm làm cực lực của ngôi nhà. Chia ra các phương vị xem. Ta sẽ nói câu chuyện tới, ta sẽ nói câu chuyện là nhà ta ngữ này có cái này thì xảy ra cái gì, có cái kia xảy ra cái gì. Nó sẽ là cái xu hướng nó xảy ra thế. Vì cái trường khí này nó điều tiết cái con người sống theo cái năng lượng mà nó mang theo. Giống như ta hình dung là ăn gì thì cơ thể nó phát triển theo xu hướng đó. Hay là cái mà ta nhận thức rõ nhất là gì? Ở mỗi một phiền vùng viền khác nhau, nó chịu tác động của cái trường năng lượng khác nhau, thì cái giọng nói của con người khác nhau. Nếu cô hỏi phòng biết là sang Thủy Nguyên khác này, Thủy Nguyên ở bên này khác này, sang bên Kiến An khác, về Vĩnh Bảo khác, là khác nhau mà. Thái Bình này, Tiền Hải khác, ở trong phố khác. Mạn Giáp Nam Định thì nó khác, Nam Định thì trong phố khác, Hải Hậu khác, giọng nó khác nhau mà. Hà Nội, Hà Tây, Ba Vì, Thạch Thất, tất cả nó khác nhau hết. Vậy thì đầu tiên là công được, hoặc là bảo do nước ở cái khu vực đó. Không phải. Nếu mà bây giờ mà nước máy mà qua ở đây ở Vin thì ở Vin thì có thể người ta cần cam kết là uống được luôn nước máy mà. Thì sau khi lọc xong thì tính chất của nó như nhau chứ. Làm sao mà do nước được. Hoặc là bây giờ những khu vực lớn nước, nước người ta cấp về nước máy, cấp về từ một cái hồ nào đó, từ một cái công trình nào đó, cái nguồn nước nó giống nhau mà. Đông Hà Nội nói khác, một Tây Hà Nội giọng khác mà, đúng không ạ? Mặc dù cùng một nguồn nước ấy, cùng một nguồn nước mà. Thế thì rõ ràng mới bài toán mới ra là à, chết rồi, không phải là nước mà chính là khí, trường khí nó mang năng lượng, và từ các phương vị khác nhau này thì nó sẽ tạo ra các xu hướng khác nhau.